tất cả mọi người. Chào mừng quý khách hàng đã tới với kênh của Cách Nhiệt Thịnh Phát. Mọi người thấy rằng Thịnh Phát chuyên về các sản phẩm cách âm, cách nhiệt, và đặc biệt ở đây hiện tại Thuận đang ở một cái xưởng, đây là kho sản xuất cũng là kho để sản phẩm, đó chính là nhựa poly. Và mọi người thấy rằng nhựa poly hiện tại trên thị trường có rất là nhiều. Mọi người để ý nhé, thường ở chỗ xe buýt này hoặc là hồ bơi, cũng như là các bãi đỗ xe vân vân, nhà nung gạch sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm này. Mọi người thấy rằng đây là nhựa để giúp lấy sáng, hoặc là mọi người thấy rằng nếu mà một cái xưởng ấy người ta làm bằng tôn thì người ta sẽ dành tới một cho tới hai tấm để sử dụng cái nhựa poly này để làm cái giếng trời lấy sáng cho cái công trình của mình. Thì mọi người thấy rằng tại Thịnh Phát thì mọi người thấy rằng khi mua hàng ấy thì ngoài cái chất lượng ra thì bên Thịnh Phát còn kèm theo hành động, đó chính là mọi người mua cần giấy phiếu bảo hành thì cái sản phẩm này Thịnh Phát bảo hành lên tới 15 nha mọi người. Ngoài ra thì còn có phiếu xuất xưởng, các chứng chỉ cũng như là cái kiểm định kết quả nữa. Nếu mà khách hàng thi công công trình lớn, công trình của nhà nước cần hỗ trợ về giấy tờ thì Thịnh Phát sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Tại vì tại Thịnh Phát thì khách hàng sẽ được ưu tiên, đầu tiên là sản phẩm, chất lượng này, tiếp theo là dịch vụ và hỗ trợ khách hàng những cái vận chuyển, tất cả mọi thứ. Đây, rất là nhiều sản phẩm nha. Mọi người vừa tham quan qua cái kho để nhựa poly rỗng và mọi người thấy rằng nhựa poly thì sẽ có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn màu trắng, màu xanh hoặc bất kỳ màu nào tại vì nó rất là đa dạng. Và khách hàng có nhu cầu mua cũng như là muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm nhựa poly để được giá tốt, dịch vụ tốt thì hãy liên hệ ngay cho Thịnh Phát. Mọi người có thể truy cập vào website cachnhiethinhphat.com hoặc để lại số điện thoại cũng như là liên hệ với số hotline em Thuận để bên dưới. Và đừng quên để lại comment hoặc bất kỳ câu hỏi nào ở dưới video nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.